Hơn 27 năm xây dựng và trưởng thành, trường tiểu học thị trấn Lăng Chánh 1 đã tạo dựng được một nền móng vững chắc, trải qua bao khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất. Nhưng với sự phấn đấu, nỗ lực của tập thể giáo viên và học sinh, trường tiểu học thị trấn Lăng Chánh 1 luôn đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ nơi đây, nhiều thế hệ học trò đã trưởng thành, làm rạng danh quê hương, xứng đáng là lá cờ đầu trong bậc tiểu học của ngành giáo dục huyện Lăng Chánh. Với mong muốn mang đến cho thế hệ tương lai của thị trấn Lăng Chánh nói riêng và huyện Lăng Chánh nói chung một môi trường học tập và nuôi dưỡng tốt nhất, nhà trường luôn coi trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên. Hiện nay, trường đã có đội ngũ cán bộ giáo viên giàu kinh nghiệm trong công tác giảng dạy với tổng số 24 cán bộ giáo viên nhân viên, 100% giáo viên đạt chuẩn. Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cũng như các phong trào của nhà trường, trường tiểu học thị trấn Lăng Chánh 1 luôn nỗ lực đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nhà trường gắn với nhiệm vụ của từng năm học. Thi đua luôn gắn với công tác khen thưởng, tạo động lực thường xuyên cho mỗi vị trí công tác trong nhà trường. Từ mục tiêu như vậy mà trường luôn gắn với các đợt thi đua chung trong toàn ngành giáo dục, thực hiện tốt các cuộc vận động đề ra. Năm học 2022-2023, nhà trường có 16 lớp với 461 học sinh, cơ sở vật chất, phòng học kiên cố, 100% đảm bảo để tổ chức dạy 2 buổi một ngày. Trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập tương đối đầy đủ. 100% các lớp có TV kết nối mạng, máy chiếu. Về chất lượng giáo dục đại trà, nhà trường đã luôn nỗ lực đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, giáo viên cố gắng trong từng giờ giảng, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên giữa các giáo viên ở các khối để cùng nhau tìm ra cách dạy hiệu quả nhất. Vì vậy mà nhiều năm qua, trường tiểu học thị trấn Lăng Chánh 1 học sinh hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc là hơn 65%. Về chất lượng giáo dục mũi nhọn, việc phát hiện bồi dưỡng các em có năng khiếu luôn là mục tiêu của nhà trường. Song song với việc đầu tư cho việc dạy và học thì việc rèn luyện ý thức cho các em học sinh luôn được trường chú trọng. Giáo dục đạo đức, lối sống cho các em để các em thực hiện tốt các nội quy quy định của trường lớp. Vì vậy, những năm qua, 100% học sinh ở trường tiểu học thị trấn Lăng Chánh 1 đạt về năng lực và phẩm chất. Được học dưới mái trường này, bản thân em luôn cố gắng, nỗ lực trong học tập, chăm chỉ rèn luyện, trở thành con ngoan, trò giỏi. Ngoài ra, em còn giúp đỡ các bạn trong học tập, nhắc nhở các bạn cùng bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp bằng các việc làm cụ thể, bảo vệ cây xanh, chăm sóc, tưới cây, tưới hoa, vứt rác đúng nơi quy định. Em rất tự hào khi được học dưới mái trường tiểu học thị trấn Lăng Chánh 1 cùng với sự dạy dỗ nhiệt tình của các thầy cô giáo trong nhà trường, nên em cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui ạ. Xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn là một tiêu chí quan trọng của mỗi nhà trường, nhất là khi huyện Lăng Chánh phát động cuộc thi xây dựng cơ quan đơn vị sáng, xanh, sạch đẹp. Trường đã luôn tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, giữ gìn khung cảnh xanh của nhà trường do các thế hệ trước gây dựng, giữ gìn, tiến hành vẽ tranh, trang trí lớp học, hành lang lớp. Với tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề, các thầy cô trong trường luôn gắn các hoạt động của môi trường với việc thực hiện cuộc vận động. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua hai tốt, phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quá trình thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã góp phần nâng cao chất lượng dạy học, cảnh quan trường lớp có chuyển biến tiến bộ, chất lượng giáo dục nâng lên, học sinh gắn bó với trường lớp. Tỷ lệ học sinh bỏ học không có, nghỉ học tự do giảm so với năm học trước. Công tác xã hội hóa giáo dục được chú trọng, luôn chăm lo tới đời sống của cán bộ giáo viên, giữ vững mối đoàn kết nội bộ và nơi cư trú. Tình hình thực hiện các chế độ chính sách của nhà giáo từng bước được đảm bảo, đúng, đủ, kịp thời. Để thực hiện tốt cái phong trào thi đua dạy tốt và học tốt thì được cái sự chỉ đạo của chi bộ nhà trường, ban giám hiệu nhà trường cũng như là ban chấp hành công đoàn thì cán bộ giáo viên trong nhà trường đã hưởng ứng rất là tích cực, đã tăng cường cái việc dự giờ thăm lớp để rút kinh nghiệm trong các cái tiết dạy, rồi là tích cực tham gia thao giảng giáo viên giỏi cấp khối, cấp trường và tiến tới là thao giảng giáo viên giỏi cấp huyện. Và trong công tác chuyên môn thì chúng tôi luôn đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong cái tiết học để làm sao tạo được những cái tiết học nhẹ nhàng, hiệu quả, giúp các em tích cực tham gia hoạt động học tập và các em hăng say phát biểu ý kiến, các em chủ động để lĩnh hội kiến thức để nhằm mục đích là nâng cao chất lượng giáo dục. Trường tiểu học thị trấn Lăng Chánh 1 trong những năm qua
thì nhà trường luôn tự hào là con chim đầu đàn của bậc tiểu học. Không phải chỉ năm học này mà cái hưởng ứng phong trào chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam mà mọi phong trào của nhà trường trong những năm qua thực hiện rất là tốt. Chất lượng giáo dục nhà trường thì hàng năm luôn vượt chỉ tiêu của các cấp giao. Để học sinh và giáo viên tham gia các kỳ thi giao lưu do các cấp tổ chức thì luôn luôn là đứng đầu trong toàn huyện. Và cái năm học 2022-2023 hưởng ứng phong trào xây dựng sáng xanh sạch đẹp hướng đến trường học hạnh phúc thì nhà trường luôn triển khai tới từng lớp, tổ chức các lớp để tổ chức trang trí lớp học thân thiện và tổ chức cho các lớp như trồng, chăm sóc hoa cây cảnh trong khuôn viên sân trường. Trong cái thi đua dạy tốt, học tốt thì nhà trường luôn luôn quan tâm chú trọng đến cái việc bồi dưỡng đội ngũ và chú trọng đến chất lượng đại trà, đặc biệt là chất lượng mũi nhọn trong nhà trường. Trải qua hơn 27 năm xây dựng và phát triển, sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của nhà trường đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Năm học 2017-2018, nhà trường vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng 3. Năm học 2021-2022 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tặng cờ thi đua. Đây chính là động lực to lớn để tập thể nhà trường cố gắng phấn đấu và phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục xây dựng vững chắc để đạt các tiêu chuẩn của trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 và tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia mức độ 2.